ước mơ của bạn, nguồn cảm hứng của chúng tôi. Đây là một dự án mà Hưng đang thực hiện cùng với Đoan Trang và Oriflame, với mục đích giúp đỡ trẻ em Việt Nam. Nào, hãy cùng ủng hộ Đào Minh Hưng, Đoan Trang và Oriflame để thực hiện ước mơ của các em, ước mơ của bạn, nguồn cảm hứng của chúng tôi. Ước mơ của bạn, nguồn cảm hứng của chúng tôi. Một dự án mà Trang đang thực hiện cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng và Oriflame với mục đích giúp đỡ các trẻ em Việt Nam. Hãy cùng ủng hộ Đoan Trang, Đàm Vĩnh Hưng và Oriflame thực hiện ước mơ của các em. Ước mơ của bạn, nguồn cảm hứng của chúng tôi. Trông nhìn lại những tháng ngày, có ai kia thầm nói với tôi rằng tôi luôn sống như đúng chính mình. Đến bây giờ mình cảm giác được rằng đó không phải là những định mệnh, vận mệnh tôi sẽ do tôi thôi. Vì khi sống có nghĩa như bạn cũng đang thực hiện ước mơ. Hình phải thay đổi bản thân, tự do chính mình, trên bước cuộc đời hãy tin những gì mình cảm nhận. Xin hãy luôn nhớ, ước mơ của bạn là nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Hãy cứ dâng hiến hăng ca niềm tin hết mình, dù đó như giống chuyện mơ, anh tin những có thật. Chưa từng một lần nhận biết rằng tôi luôn mơ và luôn khát khao hơn. Ước một ngày được chạm tới ánh sao và bỗng dưng biết rằng chúng không quá xa. Cho dù bạn là ai ở nơi đâu,